thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2024, tỉnh Trà Vinh bố trí nguồn vốn trên 260 tỷ đồng thực hiện các dự án với nhiều tiểu dự án nhằm nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ gần 200 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 35 tỷ đồng và vốn dây tín dụng chính sách trên 25 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, tỉnh bố trí trên 18 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc Khmer. Dành 12 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, dùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư dùng đồng bào dân tộc Khmer. Hơn 113 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, trong năm nay, tỉnh còn bố trí hơn 48 tỷ đồng đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú và xóa mù chữ cho người dân dùng đồng bào dân tộc Khmer và trên 15 tỷ 200 triệu đồng thực hiện hoạt động bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nguồn kinh phí còn lại, tỉnh sẽ thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho dùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với nguồn kinh phí hỗ trợ này, tỉnh Trà Vinh đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo dùng đồng bào dân tộc Khmer trong năm nay là 0,5% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Được biết, trong năm 2023, Trà Vinh giảm gần 2.000 hộ nghèo, trong đó có hơn 1.400 hộ nghèo dân tộc Khmer. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có trên 3.400 hộ nghèo, chiếm 1,19% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó, có trên 1.800 hộ Khmer, chiếm 2,03% so với tổng số hộ Khmer trong tỉnh.